phẩm 16 La Mã Đại phẩm 73 La Mã sumeda Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở thành Mantavati, con gái vua Concha, và được đặt tên là sumeda Khi nàng đến tuổi trưởng thành, cha mẹ nàng bằng lòng để Anikadatta, vua Varanavati, xem mắt nàng nhưng từ lúc nhỏ nàng quen cùng đi với các công chúa lứa tuổi nàng và những người hầu hạ tại tinh xá ti kheo ni để nghe các vị này thuyết pháp và trong một thời gian dài vì chiến quyện lúc còn nhỏ nên nàng sợ hãi sự sanh tử luân hồi tâm tư thiên về đời sống xuất gia không ưa thích các dục lạc khi nghe quyết định của cha mẹ và bà con nàng nói bổn phận của tôi không phải trong đời sống gia đình tôi sẽ xin xuất gia cha mẹ và các bà con không thể khuyên nàng từ bỏ quyết định của nàng nàng suy nghĩ như vậy ta sẽ được phép xuất gia và cương quyết theo chí nguyện của mình nàng cắt tóc và dùng tóc ấy theo phương pháp các tỷ kheo ni thường dùng nàng chú tâm vào tánh bất tịnh của sắc đẹp thân xác và chứng được sơ thiền khi nàng ở trong định sơ thiền, cha mẹ và bà con nàng đến phòng nàng để nói chuyện gả chồng cho nàng. Nhưng nàng khiến mọi người, kể cả người hầu cận của vua, đến để rước nàng về, cũng tin vào đạo Pháp. Rồi nàng từ bỏ gia đình, đi đến tinh xá Tỳ Kheo Ni để xuất gia. Sau khi tu tập thiền quán và giải thoát được chính mùi, nàng chứng quả A-La-Hán với hiểu biết về nghĩa và về Pháp. Rồi nghĩ đến sự thắng trận của nàng, nàng nói lên sự phấn khởi, sung sướng của nàng. 448 Con gái vua Concha với hoàng hậu chánh ngôi tại Mantavati được sanh Sumeda hân hoan gắn thực hành lời dạy bậc đạo sư. 449 Giới hạnh thuyết giảng khéo, nghe nhiều khéo huấn luyện. Theo lời Đức Phật dạy, nàng đến cha mẹ nàng, nói rằng, thưa mẹ cha, cả hai hãy nghe con. 450 Con hân hoang niết bàn, giàu sanh hữu chư thiên, sanh hữu ấy vô thường, giá trị gì các dục, trống không vị ngọt ít, còn tàn hại thời nhiều. 451 Các dục thật cây đắng, ví như nọc rắn độc, kẻ ngu mới tham đắm trong các loại dục ấy. Những ai thọ khưởng dục trong một thời gian dài bị khổ đau địa ngục, hành hạ và tàn hại. 452 Những kẻ làm nghiệp ác, những kẻ tâm trí ác, bị đau đớn sầu khổ trong cảnh giới đọa xứ, kẻ ngu thường không nhiếp chế ngự thân, khẩu ý. 453. Kẻ ngu có liệt tuệ, không tư duy quyết định, không ngăn chặn khổ tập, khi có thời thuyết pháp, không biết lo học hỏi, không giác tri thánh đế. 454. Những sự thật thưa mẹ Phật thù thắng thuyết giảng, phần lớn chúng quần sanh, không hiểu sự thật ấy. Họ hoan hỷ tái sanh, ước muốn sanh thiên giới. 455 Sanh thiên không thường trú, sanh hữu là vô thường, kẻ ngu không sợ hãi, luôn luôn phải tái sanh. 456 bị sanh bốn đọa xứ, được sanh thiên nhân giới, được chúng khó khăn thay. Những ai rời đọa xứ, trong cảnh giới địa ngục, không có sự xuất gia. 457 Mong cả hai cha mẹ cho con được xuất gia trong giáo pháp thuyết giảng của bậc chứng mười lực, sống thông dòng nhàn hạ. Nỗ lực đoạn sanh tử. 458. Sao con ưa tái sanh với thân tội lỗi này, thân trống rỗng không lỗi, vì mục đích đoạn diệt tham ái được tái sanh, xin cho con xuất gia. 459. Này, thời Phật ra đời, phi thời đã từ bỏ, thời cơ này đã đến cho đến trọn đời con, con không làm tổn thương giới luật và phạm hạnh. 460 Sumeda nói vậy, nàng lại thưa mẹ cha, con nguyện không ăn uống khi còn là cư sĩ, ở đây con sẵn sàng chờ chết đến với con. 461 Mẹ sầu khổ khóc than cha hoàn toàn sửng sốt. Họ gắng thuyết phục ta, nằm dưới đất lâu dài. 462 Này con hãy đứng dậy, có gì là sầu khổ, khi con được cả nước, Varanavati, Anikadatta, đẹp trai xứng đôi con. 463 Con sẽ là hoàng hậu vợ chính Anika. Này con, thật khó thay, đời sống vị xuất gia, giữ gìn các giới luật, sống đời sống phạm hạnh. 464 Uy lực của vị vua, tiền của và quyền thế, sản nghiệp và hạnh phúc với tuổi trẻ thanh xuân. Hãy thọ hưởng dục lạc, hãy nhận lời lấy chồng. 465 Sumida thưa rằng Thôi đừng sự việc ấy Họ đi đến tái sanh Họ trống không, không lõi Hoặc xuất gia, hoặc chết Còn chỉ cưới như vậy 466 Xá gì thân hôi nhóp, Phát mùi gây sợ hãi Bao da đựng xác chết Rỉ chảy đồ bất tịnh 467 Xá gì thân ta biết, ghê tẩm lắm máu thịt, chỗ chứa đựng loài sâu, mồi ăn cho chim chóc. Thân xác này là vậy, nay đem đến cho ai? 468 Thân thể bỏ nghĩa địa, không lâu mất thức tri, như khúc gỗ quăng bỏ, bà con đều ghê tẩm. 469 Thần ấy quan nghĩa địa, làm mồi ăn kẻ khác, trước chúng tắm rửa sạch, nay chúng sinh ghê tởm. Cha mẹ còn như vậy, nói gì chung quần chúng. 470 Họ mê thân không lõi, ràng buộc bởi gân xương, đầy nước miếng, nước mắt, đầy phân tiểu, hôi hám. 471. Nếu thân được mổ xẻ, lột nội phần ra ngoài, chính mẹ phải ghê tởm, không chịu nổi mùi hôi. 472. Chính do uẩn xứ giới tác thành các thân này, gốc tái sanh đau khổ. Họ Như Lý nói lên, hoàn toàn không vui thích. Vậy ai con muốn cưới 473 Từng ngày trăm ngọn giáo, luôn luôn mới đâm thân. Dầu bị hại trăm năm, như vậy còn tốt hơn. Vì khổ ấy cuối cùng, rồi cũng được tiêu diệt. 474 Kẻ trí quyết bằng lòng, sự giết hại như trên. Bậc đạo sư dạy rằng, họ luân hồi dài dài, với tâm tư giết hại, liên tục nối tiếp nhau. 475 Trong cảnh giới trời người, bàn sanh Atula, ngạ quỷ và địa ngục, chịu giết hại vô lượng. 476 Trong địa ngục rất nhiều, kẻ tâm uế đọa lạc, chỗ trú ẩn thiên giới, không có lạc niết bàn. 477 Những ai đạt niết bàn, họ liên hệ mật thiết với những lời thuyết dạy của bậc đủ mười lực, thông dông không rộn ràng, nỗ lực đoạn sanh tử. 478 Thưa cha, ngày hôm nay, con quyết tâm ra đi, những tài sản rỗng không, không có giá trị gì, con ghê tởm cát dục, con chắn ngấy các dục, họ đã được tách thành như thân cây ta la. 479 Nàng trả lời phụ thân với lời nói như vậy, Anika được hứa gả công chúa đi đến gần xin cưới theo như giờ hẹn định. 480 Mái tóc đen dày mịn với cương nàng cắt ngang, cửa lầu được đóng lại, nàng chứng được sơ thiền. 481 Nàng sống trong cảnh thiền, Anika đến thành, Sumida trong cung, tu tập tưởng vô thường. 482 Trong khi nàng tác ý, vua bước đến tam cấp, trang sức vàng châu báu Chấp tay cầu xin nàng. 483 Hãy trị vì quốc độ, với tiền của uy quyền, với tài sản hạnh phúc, với tuổi trẻ thanh xuân. Hãy thọ hưởng các dục, thật khó kiếm ở đời. 484 Tại giao nàng vương quốc, hưởng tài sản bố thí, nàng chớ có buồn nản khiến mẹ cha khổ đau. Sumida trả lời với vua từng vấn đề. Đối với nàng các dục, không cầu không si mê, chớ hoan hỷ các dục, hãy thấy dục nguy hiểm. 485 Mandatta là vua, chúa bốn châu khưởng dục, dục lạc ấy tối thượng. Tuy vậy khi vua chết, cũng chưa được thỏa mãn ước vọng chưa đầy đủ. 486 Dầu có mười bảy báo, khắp mười phương đầy tràn, không có dục thỏa mãn, người chết chưa thỏa mãn. 487 Các dục ví cơm giáo, các dục ví đầu rắn, ví như bó đuốc cháy, giống xương gặm trơn tru. 488 Các dục không thường còn, cũng không có thường hằng, khổ nhiều thuốc độc lớn, như hòn đạn cháy đỏ, nguồn gốc của bất hạnh, kết quả là đau khổ. 489 Dục như trái của cây, như miếng thịt khổ lụy, giống như mộng như huyễn, dục như của vay mượn 490 Dục như gươm như cọc, bệnh tật và cục bướu, bất hạnh và dao động, ví như hố thăng hừng, nguồn gốc của bất hạnh, sợ hãi và tàn sát. 491 Như vậy dục nhiều khổ, được gọi chướng ngại Pháp, hãy đi từ bỏ tôi, khi tôi còn tái sanh thời đối với tự ngã, tôi không có lòng tin. 492 Ai giúp gì tôi được, khi đầu tôi đang cháy, khi già chết bám sát, tôi cần phải nỗ lực đối với tàn hại ấy. 493 Không đi đến gần cửa, nàng thấy mẹ và cha và vua Anika ngồi dưới đất khóc than. Thế vậy nàng tỏ lời, thưa mọi người như sau. 494 Kẻ ngu đã lâu rồi, khóc luân hồi nói tiếp. Từ vô thủy đến nay, khóc phải bị mệnh chung, khóc anh em bị giết, khóc tự mình bị giết. 495 Hãy nhớ từ vô thủy, nước mắt, sữa và máu tuôn chảy theo luân hồi, không bao giờ dừng nghỉ. Hãy nhớ các chúng sanh, luân hồi xương chất đóng. 496 Hãy nhớ tràn bốn biển, đầy nước mắt, sữa máu. Hãy nhớ xương một kiếp, cao bằng Vipula. 497 Hãy nhớ từ vô thủy, không đủ để làm thành cả đất nước diêm phù, những nấm mồ hột táo của mẹ cha luân hồi. 498 Hãy nhớ từ vô thủy những cỏ cây cành lá không đủ để chứa đựng những ghè bốn ngón tay chứa người cha luân hồi. 499 Hãy nhớ tới hình ảnh con rùa mù biển đông cho đầu nó lọt vào lỗ hỏng khúc cây trôi để nói lên ví dụ được làm người khó vậy. 500. Hãy nhớ thân sắc người được ví bông bóng nước đầy cả những bất hạnh trống không không có lõi hãy thấy uẩn vô thường nhớ địa ngục nhiều họa. 501. Hãy nhớ nghĩa địa lớn, nhờ tái sanh tiếp tục, nhờ sợ hãi thuồng luồng. Hãy nhớ bốn sự thật. 502 Nước bất tử có đây, sau người uống trăm đắng, tất cả các dục lạc, thật trăm cây ngàn đắng. 503 Nước bất tử có đây, sau người ưa dục não, mọi dục lạc đốt cháy, sôi sùng sục nung nấu. 504 Đây không có kẻ thù, sao thích dục thù địch, vua, lửa, trộm, nước, oán, thù chung thật là nhiều. 505 Ở đây có giải thoát, sao để dục giết trói, trong dục có giết trói, mê dục nhiều khổ đau. 506 Đuốc cỏ đang cháy rực, nắm không thả bị đốt, dục phi như bó đuốc, đốt cháy ai không thoát. 507 Chớ nhận dục lạc nhỏ, bỏ lạc lớn rộng rãi, chớ như cá nuốt câu, sao phải chịu hoạn nạn. 508 Hãy nhiếp dục trong dục như chó bị dây cột, chớ để dục ăn ngươi, như dân đói ăn chó. 509. Khổ thật là vô lượng, khiến tâm nhiều ưu tư, người hệ lụy với dục, hãy bỏ dục vô thường. 510. Ở đây không có già, sao theo dục bị già? Mọi sanh ở khắp nơi bị bệnh chết chi phối. 511 Đây không già không chết, đây con đường không già, không chết không sầu não, không thù địch trói buộc, không vấp ngã sợ hãi, không nung nấu đọa đầy. 512 Đích này nhiều người đạt, đích này là bất tử, này cần phải chứng được ai như lý chú tâm. Nếu không có nỗ lực, không sao chứng đạt được. Sumida nói vậy, không thích đi đến hành. Nàng thuyết phục được vua với tóc quăng trên đất. 513 Đứng dậy Anika, chấp tay xin cha nàng, hãy cho Sumida được xuất gia tu học, để nàng thấy cho được giải thoát và chân lý. 514. Mẹ cha cho xuất gia, thoát sầu, sợ, khiếp đảm. Sáu thắng trí chứng đạt. 515. Chứng luôn quả tối thượng, dầu còn là học nữ. 516. Thật vi diệu, hy hữu, một công chúa, con vua, lại đạt được niết bàn, nàng nói lên như sau thời trước đời cuối cùng năm trăm mười bảy trong thời đức thế tôn kona gamana trong trú xứ mới làm tại cảnh tăng già lam với bạn là ba người chúng tôi cúng tinh xá năm trăm mười tám mười lần một trăm lần mười trăm 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 lần chúng tôi sanh chư thiên, còn nói gì làm người? 519 Giữa chư thiên chúng tôi có được thân lực lớn, còn nói gì chúng tôi khi được làm thân người, ta hoàng hậu bảy báu, ta chính là nữ báu. 520 Đây là nhân, là nguồn, đây chính là căn gốc kham nhẫn lời đạo sư. Đây dây chuyền thứ nhất, đấy chính là Niết Bàn, nếu chúng ta mến Pháp. 521 Như vậy với lòng tin, họ thuyết rõ nên lời, lời nói đầy trí tuệ, thù thắng và tối thượng. Họ chán ghét tái sanh, do chán ghét tham diệt.